Chào mừng ba mẹ và các bé trở lại với BeLab. Hôm nay chúng ta sẽ làm một thí nghiệm tương đối là nguy hiểm. Chúng ta sẽ chuẩn bị rất nhiều phông bạt, chải đây này, có cả găng tay cho các khách mời. Với sự chuẩn bị tương đối là kỹ lưỡng này, thì hôm nay chúng ta làm kem đánh răng, nhưng mà không phải cho người, mà là cho voi. Ở đây anh chuẩn bị một cái bình thí nghiệm thủy tinh này. Đây là nước oxy già. Nước oxy già này thì nồng độ là 15%. Còn nếu mà mình mua ngoài hiệu thuốc thì sẽ là 3%. Hôm nay là chúng ta dùng nước oxy già 15% tại vì là cái nồng độ nó càng cao thì là cái phản ứng của chúng ta nó càng dễ nhận biết hơn. Tùng rót cho anh đến tầng lưng cốc đây. Đó, nguyên liệu chính đầu tiên là oxy già này. Đó, chúng ta sẽ cho màu thực phẩm vào để dễ nhìn hơn thôi. Chắc nó phản ứng rồi, nó phản ứng một chút thôi. Bình thường cái oxy già nhá, mình là có công dụng là rửa vết thương đúng không? Rửa vết thương hở đúng không? Thì lúc mà mình đổ vào vết thương hở của mình cũng sẽ sùi sùi bọt lên, mình cũng thấy sùi lên đúng không? Thì cái nước này nó cũng thế mà. Rồi bây giờ anh sẽ cho cốc oxy già rót vào đây nhá. Tiếp theo này, cũng là một nguyên liệu để cho dễ nhìn hơn. Đấy là nước rửa bát. Chàng bơm giúp anh vào đây, cho cái dòng nước rửa bát nó chảy thẳng xuống cái nước oxy già nhá. Đấy. Càng nhiều càng tốt. Đó, vậy như mọi lần thì nước rửa bát này thì sẽ có tác dụng là đúng rồi, tạo bọt, nó sẽ giữ lại cái bọt đấy để mình dễ nhìn hơn. Rồi cuối cùng đây, bí mật nhất ngày hôm nay, đây là thuốc tím. Thuốc tím. Ừ, thuốc tím là KMNO4. Thực ra thuốc tím này với cả oxy già này là cái công dụng của nó tương tự nhau, là người ta sẽ dùng để vệ sinh ở trong công nghiệp. Đây là thuốc tím, người ta sẽ pha một chút ra nước đây nhá, xem hơn một thìa cao một tí. Rồi, dùng rượu vàng. Thuốc tím mà đúng không? Pha màu tím. Đây đây, mời bạn đeo kính. Đúng rồi, tay xanh. Đây. Nào, bây giờ anh chuẩn bị đổ đây. Chào núi lửa hơn thử thách núi lửa. Ôi. Trông rất giống kem đánh răng đúng không? Cái mùi giống như kiểu mùi vin tẩy rửa. Đây thì mình vẫn còn nhiều thuốc tím trong này. Nhưng chưa phản ứng hết. Đó. Cái này là khí O2. Đấy, hơi ẩm ẩm đúng không? Ta sử dụng lên, sẽ thấy hơi ẩm ẩm. Đấy, khi mà thuốc tím tác dụng với cả cái oxy già ấy, sinh ra khí O2. Và lưu ý một chút nhé là cái phản ứng này nó sinh ra nhiệt. Thì thế ví dụ mình sờ vào bình đây. Đúng rồi. Đấy. Ui, nóng ấy. Tầm khoảng độ 65 độ. Thì bình thường nếu mà ba mẹ làm nhà ấy, thì có thể mua oxy già ở hiệu thuốc là 3%. Và thay cái thuốc tím này bằng cái men nở để làm bánh thì là phản ứng sẽ cũng như này, nhưng mà nó sẽ không dữ dội như này. Vậy là chúng tôi hôm nay đã làm xong thí nghiệm kem đánh răng cho voi. Hẹn gặp lại ba mẹ và các bé vào tuần sau. Bye bye.